Hôm nay Chloe mời các bạn cùng khám phá khu giáo dục hướng nghiệp Victoria. Hiện giờ Chloe và dì của Chloe đang đứng trước cổng Victoria nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mua vé, xong rồi sau đó mình sẽ xuất trình vé để mà mình vào bên trong mình khám phá coi có gì nha các bạn. Mình đi thôi các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị xuất trình vé nha. Rồi, đưa người ta kiểm từ từ đi, đang kiểm vé mà. Dạ, em nhận của chị là hai vé màu lớn và một vé. Chị có một vé màu ít. À, thì em trả lại chị một cái người lớn nha. Vậy là em chọn là hai cái người lớn, một cái cho em. Rồi, bây giờ nhân viên của Victoria sẽ đeo cái vòng này vào cái cổ tay mình để nhận biết là mình đã xuất trình vé rồi á các bạn. Vào thôi Chloe ơi. Đúng rồi. Wow, Cúc có tờ 20 đô vậy phải. Rồi, đây là cái lối vào ha. Lối vào Victoria có cái tựa đề là cửa ra tàu bay. Ồ, đặt một cái tên rất là hay, rất là cute. Giống như mình đi ra sân bay vậy đó, cửa ra tàu bay. Wow, đẹp quá, rộng quá. Trời ơi, hôm nay đang trong thời gian vẫn còn Covid tí xíu, cho nên cũng chưa có nhiều người đi. Wow, rộng quá. Ồ, Chloe lại khoe cái tờ 20 đô. Ồ, hình như phía trước mặt là cái trung tâm tài chính. Wow, bự quá. Đây là cái ngành nghề mà các bạn nào yêu thích các con số thì sau này có thể trở thành một cái nhân viên tài chính. Ồ, đây là cái rạp hát nè, trước mặt. À, đây là cái học viện Sơn Cova. Trong đây dạy rất là... Trong đây cho mình xem, các bạn có thể xem được các cái mô hình của ngành nghề mà tương lai mình có thể lớn lên, mình có thể muốn làm cái ngành nghề nào đó. Rồi bên trái mình hiện giờ là tòa soạn báo thanh niên kìa. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái chữ màu xanh xanh đó là tòa soạn báo thanh niên. Đó, bên trái cái tòa soạn báo thanh niên là có cái sạp báo. Đó, mình không làm phóng viên được thì mình ra mình ngồi bán báo ha. Ui, xích ra Chloe ơi, xe cứu hỏa chạy tới đó. Đó, mấy bạn đang học để trở thành lính cứu hỏa, những chiến binh cứu hỏa. Chà, có vẻ như Cúc rất là thích làm nghề sửa xe đạp. Đây là sạp báo của sạp báo Victoria. Đó, mình không làm phóng viên được thì mình ra mình ngồi mình mở cái sạp báo làm business, rồi làm kinh doanh báo đó ha. Cũng oai lắm đó nha. Đó, mình tham quan một chút cái chỗ người ta làm báo đó, cái tòa soạn báo. Còn bên đây là cái học viện Sơn Cova này các bạn, mình nhìn bên trong một tí xíu nha. Đó, có vài bạn đang chơi. Chút nữa Chloe cũng sẽ tham gia cái đó. Đây, các bạn nhìn xung quanh nha. Ở trong đây rộng lắm, mình phải đi cả ngày mới có thể chơi hết nha các bạn. Đây là cái gì đây? Đây là học viện ảo thuật. Đó, ai mà thích ảo thuật thì mình có thể vào trong đây để mình học làm ảo thuật gia chẳng hạn. Rồi, và đây là cái phòng thí nghiệm thuốc nhỏ mắt Roto. Các bạn biết nước nhỏ mắt Roto mà đúng không? Đó. Còn đây là gì ta? Các bạn nhìn xung quanh một chút nha. Chloe là Chloe thích làm bác sĩ lắm, với lại lính cứu hỏa. Chloe không có thích làm lái xe. À, đây là cái trang trại bò sữa Vinamilk. Mình vô đây chắc là mình sẽ được học cách chăm sóc bò sao cho ra sữa nhiều.
Đây, phía trước mặt mình là cái chỗ mấy bạn đang học cách làm lính cứu hỏa, cách chữa cháy. Đó, mấy bạn có thấy mấy cái anh lính cứu hỏa nhỏ nhỏ, lính cứu hỏa nhỏ nhỏ không? Đó, chút nữa Chloe cũng sẽ tham gia cái học làm lính cứu hỏa. Chloe thích làm lính cứu hỏa lắm. Gái mình thích làm lính cứu hỏa. Đó, Cúc cũng vô muốn thử nữa kìa. Rồi, Chloe chắc cũng không có cầm lòng được đâu ha. Đó, chị ấy chuẩn bị nhào vô. Đó, dành. Rồi, chữa cháy thì Chloe ơi, căn nhà kia nó đang cháy đỏ rực rồi kìa. Kéo cái vòi nước qua, kéo cái vòi rồng qua, xịt lên, đúng rồi. Rồi, tiếp tục chữa cháy đi. Wow, nước tuôn ra. Rồi, hay quá, đám lửa đã bị dập tắt. Và các anh lính cứu hỏa của chúng ta sẽ chuẩn bị lên xe về lại trạm. Đó, các bạn thấy không? Chút nữa Chloe sẽ tham gia học làm lính cứu hỏa. Rồi, bây giờ mình đi tham quan tiếp nha các bạn. Đây, phía trước đây là cái chỗ trung tâm triển lãm ô tô. Chắc mình vô đây mình được học làm học bán xe ô tô quá. Mình đây là cái chỗ dạy lái xe. Và mình vô đây mình sẽ được học cách lái xe ô tô. Hay nói đúng hơn là học nghề làm tài xế ha các bạn. Ai thích nghề gì chọn nghề đó nha. Rồi bây giờ mình đi xem tiếp nha. Đây là cái trạm điện, electrical station. Chloe chắc không có thích cái này rồi, chắc chắn luôn cho nên không có ghé vô coi. Rồi đây là cái chỗ khu dạy nấu ăn, ẩm thực. Bạn nào thích nấu ăn thì mình có thể vô đây mình học một khóa nấu ăn, về nhà mình nấu ăn cho gia đình mình nha. Còn ngon hay không thì tính sao nha các bạn. Đây là nhà máy làm kem. Thì mình vô đây mình sẽ được trải nghiệm học cách làm kem. Đó, có bạn đang muốn vô học làm kem. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi coi nha các bạn. Ở đằng kia có cái gì đây? À, bên đây là nha khoa. Đó, nha khoa BS. Ai muốn thích làm nha sĩ thì mình có thể vô đây để mình học để trở thành một vị nha sĩ. Đó, có bệnh nhân nằm sẵn ở trên cái ghế đó, đang ngồi chờ nha sĩ ra nhổ răng. Đó, giống thật lắm. Chloe không có thích làm nha sĩ, Chloe thích làm bác sĩ thôi. Rồi, ở đây là cái gì đây? Ở đây là cái nơi mà các bạn sẽ được học làm y tá chăm sóc bé. Đó, chăm sóc em bé đó. Đó, các bạn có thấy không? Nhiều cái búp bê nằm ở trên bàn lắm để cho các bạn thực tập á. Để mà mình học cách mình chăm sóc em bé ha. Nursery. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi nha các bạn. Chà, có cái gì đây? Rồi mình khám phá tiếp nè. Ở đây là nơi đâu đây mà nhìn có vẻ nghiêm trang quá. Đây là ở đâu đây? Oh, tòa án. Đó, tòa án Victoria. Mình nhìn vô trong chút nha các bạn. Chà, nghiêm trang quá. Ở đây là nơi mà mình các luật sư rồi các quan tòa sẽ xử các cái vụ án ở đây. Đó, các bạn thấy không, nghiêm trang không? Một không khí rất là nghiêm trang. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi nha. Ở đây là nhà máy sản xuất nước ngọt Pepsi. Đó, bạn nào thích uống Pepsi, thích uống nước ngọt, mình vô đây mình học làm nha. Còn mình học xong mà mình về mình làm được ra cái nước Pepsi hay không là chuyện khác nha các bạn. Thơm suối á. Trời, Cúc kìa, đứng nhìn là coi thèm thuồng nước Pepsi dữ á. Chút mua cho một chai nha. Rồi mình tiếp tục đi thôi. Thấy rồi, ở đây là cái viện nghiên cứu vi khuẩn mà mấy bạn uống sữa chua da cool đó. Đó, đây là cái viện nghiên cứu cái con vi khuẩn đó. Mình chút nữa Chloe cũng vô đây, Chloe học. Thấy cũng thú vị đó. Chloe có vẻ thích.
Đó, đứng hỏi hàng rồi đó, đứng hỏi hàng rồi đó, là đã nhắm trước rồi đó. Là anh Trúc sẽ vô á. Khi mà mình đi khám phá trong đây mình thích cái ngành nghề nào thì mình có thể ghé vô để mà mình nhờ các cô các chú chỉ cho mình, dạy cho mình học để, tức là biết thêm về cái nghề, ngành nghề đó nha các bạn. Rồi bên đây là, ở phía trên kia là cái gì ta? À, cái trạm nghiên cứu không gian. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi lên trên đây coi coi có cái gì nha các bạn. Coi trên đây nghiên cứu không gian là mình nghiên cứu gì. Đi lên thôi Chloe ơi. Đó, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Có vài bạn đứng chờ sẵn rồi. Rồi mình xem ở bên trong một chút nha. Đây là lối vào nè, cái viện nghiên cứu không gian vũ trụ á các bạn, không gian vũ trụ. À, thấy rồi, cái đó chính là cái tàu vũ trụ đó các bạn, chỗ các bạn mà đang đi xuống đó. Đó, tàu vũ trụ. Chloe thấy có vẻ không có muốn tham gia, không muốn tham gia cái này. Rồi mình tiếp tục đi nha, ở đây là đang ở trên lầu nè. Cho coi trên đây có cái gì nữa. Rộng quá, nhiều ngành nghề quá. Ở bên trái của mình hiện giờ là nhà máy sản xuất 7 Up, 7 Up á các bạn, và nước ngọt Mirinda. Đó, bạn nào thích uống 7 Up và Mirinda thì mình vô đây mình học cách pha chế. Cũng giống như Pepsi hồi nãy vậy đó, thì học mà còn pha chế được hay không á là một chuyện khác nha các bạn. Nên nó không ra 7 Up nó, hoặc là Mirinda mà nó ra Zero chẳng hạn cũng muốn được. Không sao hết. Đây là cái gì đây? À, đằng kia thấy rồi, cái đó là cái subway, là cái tàu điện ngầm á các bạn. Đó, cái lối vào để mà mình, nếu mình muốn trở thành một cái nhân viên lái tàu điện ngầm chẳng hạn thì mình có thể vô đây mình tham gia, mình học cách lái tàu nha. Đó, chỗ ngồi của các cái tài xế lái tàu điện ngầm. Chloe có vẻ muốn đi cái tàu này. Thôi bây giờ mình đi khám phá tiếp theo nha. À, ở đằng kia có cái siêu thị Satra Food kìa Chloe ơi. Ủa, mình qua bên đó coi đi. À, kế bên cái siêu thị Satra Food là cái nhà máy làm cà phê. Rồi, ở đây là cái nhà banh. Ở phía bên đây. Ở bên đây có cái gì vậy? Ồ, bên đây người ta đâu có mở cửa đâu. Bên đây người ta đóng cửa mà. Không chơi cái này. Bữa nay bảo trì rồi, người ta không có mở cửa. Chloe có muốn đi chợ không? Đi siêu thị kìa, đi mua đồ ấy. Hết chợ. Hả? Ok. That's what. Cái đó người ta không có cửa. Thôi mình đi xuống, mình tìm cái chỗ chơi bác sĩ nha. Ok không? Ok. Ok. Bây giờ Chloe sẽ thử học làm người lái tàu điện ngầm nha các bạn. Rồi, Chloe vô lái tàu nha. Đó, đi đăng ký mua vé tàu đi xuất quay nha. Ok không? Chờ tàu á, tôi gọi chờ tàu đúng không? Đó, sửa soạn làm thực hành cái nghề lái tàu. Mẹ
cái nghề lái tàu rồi nha. Rồi, lên tàu. Chuẩn bị lên tàu lái. Đó, lên tàu lái. Đây, đi qua đây. Tôi vô ngồi ghế đó học lái tàu. Đang ngồi chờ để học lái tàu. Bữa nay tôi được học lái tàu rồi, học xong rồi đó. Và lái tàu rồi giờ đang giơ cao khẩu hiệu gì đó không biết nữa, đi ra cởi áo lên, cởi áo, cởi áo con ơi. Bây giờ cởi áo ra trả lại chưa? Rồi học xong rồi giờ ra lãnh tiền nha. Vui rồi hả? Thôi vui không? Vui. Vui hả? Học lái tàu vui quá hả? Rồi giờ đi tìm Cúc nha. Mình chơi trò khác nữa nha. Không, không muốn thích siêu thị. Hả? Đi siêu thị hả? Rồi bây giờ mình đi qua đi, đi siêu thị nè. Ok, đi. Let's go. Cúc đâu vậy? Cúc ở dưới kìa. Rồi giờ đi qua đi siêu thị nha. Rồi con vô con chơi siêu thị đi, con đi siêu thị nha. Đây, rồi. Rồi Chloe vô đi siêu thị đi. Đó, Chloe bây giờ chơi trò chơi đi siêu thị nha. Ok, này mẹ giữ tiền giùm cho con nha. Đó, Chloe đi shopping rồi, đi siêu thị mua rau, mua củ quả rồi. Về nấu ăn nha. Nhớ mua sữa nữa nha. Em để trên đây. Vô chơi trò chơi đó, là nhân viên bán hàng siêu thị. Rồi các bạn cài nút áo giúp con ha. Thôi chút nữa mua cái gì con, chút nữa con mua cái gì hả? Mua cái gì? Rồi, theo cô chỉ dẫn nè. Đó, Chloe đi siêu thị nè. Đó, một bạn đóng vai làm người tính tiền, một bạn. Hai bạn còn lại thì đi siêu thị. Đó, có nhiều đồ để mua lắm nè, đó. Kem, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm, sữa. Rồi để coi Chloe mua cái gì đây. Rau củ quả. Đó, Chloe đang lựa Fanta, nước ngọt Fanta. Đó, mua
dưa hấu. Wow, nhiều đồ quá. Ồ, một bánh. Thôi mua gì nữa? Ừ, đúng rồi, mua mì hả? Mua gì vậy? Mì gói hả? Mì gói về nhà ăn hả? Wow, nhà hết mì rồi hả? Rồi, lại tính tiền đi. Đó, Chloe đi chợ xong rồi, giờ Chloe tính tiền. Lại đứng xếp hàng tính tiền đi chứ. Chloe, lại đứng xếp hàng tính tiền đi chứ. Rồi, Chloe tính tiền xong rồi đó, dẹp rổ lên chỗ cũ cho người ta nha, cho siêu thị nha. Bị dớt được. Xong chưa ta? Hay quá. Đó, được ảnh tiền. Học giỏi quá, được thưởng. Wow. Bây giờ mình đi kiếm trò nào mình làm nữa đi ha. Chơi nữa đi ha. Rồi bây giờ Chloe qua làm cái nghề gì đây? Đó, làm đài truyền hình nha, HTV3 được. Đó. Rồi, giờ vô làm trải nghiệm làm MC rồi, làm đài truyền hình rồi chứ. À. Đó, bữa nay Chloe đọc tin tức luôn nha. Siêu bản tin, đài truyền hình Victoria. Chloe. À, xin chào con. Thì cô hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho con làm một biên tập viên đài truyền hình nha. Thì không biết là con đã biết cái nghề này của mình sẽ làm những cái chuyện gì không ta? Vậy thì cái nghề cô sẽ giới thiệu cho con nha. Đây thì chúng ta trở thành một biên tập viên đài truyền hình là chúng ta sẽ là người truyền tải đến khán giả những cái tin tức nha. Con có thích nghề này không? Vậy thì con có biết là cái nghề này á, khi mà mình lớn lên á thì mình cần có những cái tố chất nào để trở thành một biên tập viên đài truyền hình không? Là cái gì nè? Đáp con nghe coi. Mình thích học bài cho Hoàng. Ồ, mình có học giỏi không ta? Có. Đúng rồi. Mình thì mình nói chuyện mình phải lưu lót hay là mình phải bị ngập ngừng ta? Mình nói chuyện hay sao? Phải Hoàng. Ồ, phải lưu lót nha. Đặc biệt là mình phải có cái gì nè, mình sức khỏe của mình phải là tốt hay là mình hay mệt mỏi thì mình có làm được không? Dĩ nhiên là không rồi. Thì đầu tiên nha, giờ cô sẽ đọc TV, cô sẽ cho con demo đọc khoảng hai tin tức trước, và sau đó chúng ta sẽ bật kia bật camera và ngoài kia sẽ phát hình ra nha, và giọng nói của con nữa. Vậy là người ta mới nghe mình hát cái gì á. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Mình là Chloe. Hôm nay mình xin hát bài.
và cây xanh của hoàn cảnh đầu một ủ lúa mới. Em yêu có, em yêu dù lòng có mặt sao bay cờ quá dày há với em nó trời em yêu. Hay quá. Nhìn vô đây là chào, hẹn gặp lại chào. Các bạn chào. Bản tin đến đây là kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Hẹn gặp lại. Giây phút chờ đợi của Chloe đã đến rồi. Đó là được học làm lính cứu hỏa. Yeah. Đưa cái tay phải mình lên. Kiểm tra nha. Rồi, tay phải bên đây nè con. Tay phải bên đây nè con. Rồi, từng bạn thôi, không chiên. Từng bạn, đúng rồi. Từ từ nha con. Lấy nón, lấy nón, lấy nón, lấy nón, lấy nón. Lấy cờ đỡ vô. Không chịu mang dép vô. À, đợi nón vô. Linh cứu hỏa chuẩn bị lên xe. Rồi, lên xe. Rồi, từ từ các con này. Bước 2, 3, bước lên. Rồi, nhận lên nè. 2, 3, bước lên. Đi cứu rồi, đi
nè, xếp thành một hàng đó chú, vô hàng. Rồi, chỉnh đi lên con, từ con. Rồi, đó, let's go. Hello. Rồi xe chạy về. Đi chỗ đậu xe. Rồi tới rồi. Rồi bước xuống. Dài. Từ bạn thôi. Các bạn ơi bước xuống con không có lên nữa, đứng đó đợi xuống. Rồi xong nhiệm vụ, cởi áo ra, cởi nón ra luôn. Rồi đem áo đây chú. Ba bạn đi xuống đây không có lên nón nữa. Đem áo để đây hết rồi chú, đem áo này con. Ừ đứng đây. Không dám. Rồi đi xuống, bước xuống đây. Con bước xuống. Để nó qua kia chú. Rồi, tất cả các bạn lại luôn. Bước lại, phòng của mình là 5 đồng. Rồi các bạn con. Chúa, từ từ gấp quá. Rồi các bạn con. Rồi các bạn con. Đây, phòng của mình là 5 đồng. Rồi bây giờ Chloe muốn thử làm gì nữa đâu? Cái này. Đây hả? Rồi ok, rồi đi vô. Rồi. Rồi con gái trò này mình sẽ bị tốn 10 đô nha. Mình cho con thôi nha, con không có ai à? Có. Rồi nếu như con chung mình sẽ đóng cho con cái tàu biển. Đây, Chloe vô phòng thí nghiệm hả? Rượu, uống rượu thì nó tốt không nha? Không, không có gì hết.
con chỉ xích xuống một chút xíu thì con chạy ra. Rồi con thấy chưa? Con có thấy cái con nhỏ nhỏ xíu ở trong không? Yes. Đây là con vi khuẩn. Nó có màu gì vậy ha? Có không? À, màu xanh. Rồi, nó có nhiều không? Có. Nhiều. Đây là thấy nhiều quá. Nhưng mà đây là con vi khuẩn tốt nha. Đây là lợi khuẩn đó, con vi khuẩn da cun đó ha. Rồi, cậu bước xuống dưới này thằng. Rồi, cho con xem con vi khuẩn có hại nha. Để xem có giống không? Có giống mình không ha? Rồi, Khuy học xong rồi hả con? Rồi, đi con. Rồi, bây giờ Chloe sẽ thử vô đây chơi nha. Dạ. Đó. Chơi cái gì đây? Đây. Đây nè, đây là cái vỏ trấu. Nè, con có thể vặn rờ vào á. Con thử chạm vô đi, không sao đâu. Đó, con thấy không? Nè, cái này nó giúp mình kháng khuẩn á. Thì người ta sẽ dùng cái này nè, người ta điều chế thành cái thùng sơn này nè. Thùng sơn này sẽ giúp mình kháng khuẩn. Con biết con nói con gì không? Con gì? Đúng rồi, con vi khuẩn á. Thì cái sơn này người ta sẽ dùng từ cái vỏ trấu, người ta làm ra sơn, xong rồi sơn nó sẽ giúp mình chống lại, nhà mình sẽ chống lại vi khuẩn ha. Rồi giờ con nhớ cái này nha. Cái này là cái gì hả? Vi khuẩn. Cái này là vỏ trấu. Rồi con nhớ nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây mình tham gia cái một cái trò chơi ha. Rồi ở trên đó con thấy là cái gì không? Ở trên đó là những con gì? Những con gì trên đó đó con? Virus. Hả? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó nha. Thì bây giờ con lại đây với cô. Rồi đây là những cái cục sơn để mà mình chọi vào trong miệng cái con vi khuẩn đó để mà mình tiêu diệt nó ha. Rồi bây giờ con biết cách chọi không? Có. Rồi bây giờ mình đứng ở đây ha, mình đứng gần cho nó dễ chọi ha. Rồi bây giờ con cầm đây, con chọi thử đây, cố lên nha, mình tiêu diệt nó nha. Rồi ở đâu kìa, đây là cái miệng của con vi khuẩn đó ha. Đó, đây có ba cái miệng của con vi khuẩn nè. Con nhắm ở đâu mà con ném được thì con ném. Cố lên. Cố lên Chloe ơi, cố lên. Cố lên. Thật rồi. Thử lại nha. Hy vọng lần này sẽ khá hơn. Rồi con ném đi, không sao đâu. Không sao hết. Cố lên. Nhắm kỹ. Ném tiếp. Rồi còn kìa. Cố lên. Cố lên. Nhắm thẳng vào đó. Đó, sắp được rồi, khó lắm. Chloe ơi. Sắp được rồi. Đúng rồi. Cố lên, cố nữa lên. Lại gần hơn Chloe. Con lại gần hơn đi. No. Rồi, sắp được rồi. Bây giờ đứng mình đứng xa nữa không được thì mình lại gần vào đó. Chloe ơi. Cao quá. Cái này chắc là món không có chơi tham gia đội bóng rổ được rồi. Chọi con vi khuẩn, chọi vô mặt con vi khuẩn đi. Con nhỏ xấu xí quá. Con vi khuẩn nhìn thấy ghê quá. Con cứ ném đi. Khó quá hả? Vậy con có thể đứng gần lại ơi, con đứng gần lại nữa. Mình thử mình tiêu diệt hết lại. Trời ơi, chật luôn. Không trúng được một trái luôn, buồn quá đi. Khó quá hả? Con đứng gần lại. Ủa, nằm con chém vô nha. Vô, không vô. Hay không phải khuẩn này coi bộ khó ăn dữ. Không vô, không giết được. Sống dài quá. Vô không vô. Cái này
hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.